nhiên là trước trong thời gian lịch sử mà Đức Thầy ra đã chưa ra đời đấy hen, là con người chúng ta mất đi cái đạo, cho nên Đức Thầy mới nói là nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để người chẳng rõ. Là Đức Thầy mới nghịch lại, kéo lại cho chúng ta biết cô bác anh em trong đạo là giống nồi thiệt cốt rồng tiên mà nay lạc mất lương hiền nơi đâu rồi, không còn, không còn nữa. Giống hồng lã kim chi ngọc diệp nay đổi giờ nhiều sự thấp hèn là mất cái đạo hết trơn rồi. Vậy thì bây giờ chỗ nào không đạo, tất nhiên là chỗ nào mà không áp dụng trong đời sống có đạo đức, thì cái chỗ đó coi như là con người coi như là cướp bóc, trộm cắp, giật dọc, đánh lộn, ma tí, xì ke gì đủ thứ trơn trầu. Là cái chỗ này là rối loạn trật tự hết của bác anh em trong đạo. Và tiếp theo cái tiêu đề thứ hai mà được chị Tư An á, chị nêu lên qua bốn câu giảng của tổ thầy. Và trong bốn câu này khỏi cần phải xuất xứ nha, nó cũng nằm trong cái bài để chân Đức Phật cũng giống y như hồi nãy. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới nêu lên trong bốn câu đó là ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo á, là đời vô liêm. Rồi xét suy cho cạn cổ kiên, hết tâm bình chí mà đặt tim xem nhìn cô bác anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo coi như là nêu lên trong bốn câu giảng này đó để mà hỏi lên đó là ai ai cũng ở trong đời, chốn nào không đạo là đời vô liêm, là y vậy đó, phải không? Vậy thì bây giờ ai ai, tất nhiên là muốn nói tất cả các chúng sanh là ai ai cũng ở trong đời, tất nhiên là cũng ở trong cái thế gian này hết. Mà đã là trong thế gian này, tất nhiên là người nào cũng ở trong cõi trần này, ở trong coi như là dưới ánh mặt trời này là trong đời hết. Nhưng mà Đức Thầy cho chúng ta biết tất cả các chúng sanh ở trong cõi đời này là ở trong đời. Nhưng mà Đức Thầy mới phân tách cho chúng ta biết là chốn nào không đạo là đời vô liên. Cô bác anh em chung đạo. Vậy thì bây giờ chốn nào không đạo? Thưa chưa quý vị, vậy thì bây giờ ở nơi đây Đức Thầy nói qua câu giảng này đó cô bác anh em chứ đồng đạo, là Đức Thầy muốn nói là cái đạo đem lòng vào trong đời. Mà đời không đạo đó là đời vô liêm sỉ. Mà đạo không đời đó là đạo biết dạy ai. Cho nên đạo á, tất nhiên là trong khi đó á, là đem hòa quyện khắp cả các chúng sanh. Ai biết đạo được là người đó coi như là đến cái chỗ được an vui hạnh phúc. Ở ngoài xã hội mà có đạo là xã hội được trật tự yên ổn. Trong gia đình mình có đạo, gia đình mình coi như là có nề nếp gia cang. Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Mà ở đây nó chốn nào không đạo là đời vô liêm, tất nhiên là muốn nói không phải riêng về coi như là ở vùng miền Trung miền Bắc gì đó cô bác anh em trong đạo, mà ở đây muốn nói tất nhiên là ở nơi ngay gia đình của mình mà mình không đạo, gia đình mình coi như là cũng vô liêm, có không quý vị? Trong gia đình của mình thôi tất nhiên là không có đạo coi như là cũng vô liêm. Rồi sớm chòm của mình cũng vậy thôi. Nếu như không có đạo đức để mà kiềm chế lương tâm thì bây giờ trong khi đó nó cũng có loạn trật tự. Vì vậy cho nên đời rối thì bị rối luôn, mà đạo rối có dịp gỡ xung tốt lành, đời không đạo đời cạnh tranh khiến cho nhân loại giật giành khổ đau. Mà đạo không đời đạo chẳng cao gì, không cải thiện sửa trao được người. Cho nên đời đạo không rời phải cùng chung cảnh đầy dơi thăng trầm, cho nên nó liên quan với nhau. Mà Đức Thầy nói đời không đạo đời vô liêm sỉ, có vậy không? Mà đạo không đời thì đạo biết dạy ai? Mà đạo coi như là trong khi đó không có đời thì bây giờ mình dạy ai? Giờ giải khuyên những kẻ ngổ ngang biết câu lục tự dịnh đàn tứ ắc. Mà bây giờ đời không đạo tất nhiên là bây giờ đời vô liêm sỉ vậy. Cho nên bây giờ ngược dòng Phật giáo trong thời gian lúc Đức Thầy chưa ra đời đó cô bác anh em chị đồng đạo, mà Đức Thầy cho chúng ta biết những cái dạng mà không có đạo mà để mà kiềm chế lương tâm rồi thì cũng hiếp lúc con còn giết mẹ, đúng không?
Cũng hiếm lúc con còn giết mẹ dành của tiền cốt nhục, giết nhau tranh lợi danh, giết lẫn đồng bào tình huynh đệ, phân chia yểm bách. Còn không có đạo nữa đó, thì Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó, trong cái bài coi như là trao lời cùng ông Táo đó, là Đức Thầy mới nói coi như là ở thị thiền đô trang sướng khởi những tuồng hư cho bọn gái lẫn trai. Nào hút thuốc huyện hậu gia trai, nào chùm để ma cô nghề hút máu, ai để mắt xem đời chu đáo, chẳng khẩu than dùm dân tộc quá hư hèn. Có không? Tất nhiên ở đây coi như là chốn nào không đạo là đời vô linh. Quá hư hèn rồi, tất nhiên là loạn lân can kỷ, bất từ bất lực. Đâu có. Mà cái chỗ nào có đạo tất nhiên đem lại cái hạnh phúc an vui của bác anh em chứ đồng đạo. An vui từ trong gia đình mình cho đến xã hội. Thôi chứ quý vị, còn gì nữa, quý giá không? Vậy thì bây giờ chốn nào không đạo là đời vô liêm. Vậy thì bây giờ đồng đạo Tư An mới hỏi vậy chứ bây giờ chốn nào không đạo. Thưa cô bác anh em chứ đồng đạo, có nhiều khi đó nghe đồng đạo của chúng ta đó nghe, tu hết rồi, bới tóc, mặc áo bà ba, quần lên em có đạo hết rồi. Cô bác anh em chứ đồng đạo. Vậy đó mà tới chừng mà đụng chuyện rồi đó hen, là coi chừng coi như là chúng ta quên cái đạo luôn. Không nhớ. Không nhớ mình có đạo. Chính vì không nhớ mình có đạo cho nên bây giờ những cái lời nói mình ra, mình cãi giả anh em coi như là trong đồng đạo của mình đó hen, những cái câu bất hảo. Cái này có phải là vô liêm không? Đúng không? Nếu mà mình thật sự coi như là có đạo rồi, coi như là quân tử động như thế di chiên thi hạ đạo, là cái bậc quân tử coi như là cử động một điều gì làm coi như là gương cho tất cả các thiên hạ, là động như thế di thiên hạ đạo. Và hành như thế di thiên hạ tắc, có nghĩa là làm tất cả một điều gì cũng làm quy tắc chứ thiên hạ. Còn ngôn chi thế di thiên hạ pháp, tất nhiên là nói lên một cái câu nào cũng là làm cái pháp tắc cho thiên hạ. Diễn chi tắc vọng mà cận chi tắc bất yếm, có nghĩa là ở xa người ta cũng mến mà ta tới mình, còn người ở gần coi như là người ta không chán mình. Mà này đồng đạo của mình có vậy đó, mà trong khi đó ở xa nghe nói ông Tư Phương vậy đó, ở xa nó thích nghe, mà ở gần nghe thôi cái ông đó tôi hết biết ổng rồi, chán ổng quá trời chán. Mấy bà không biết, mấy bà tới đi chứ thật sự tôi coi như là biết ổng rồi. Đúng không? Mình tu làm sao cho người xa coi như là tấm tắc khen ngợi mến mình, mà cái người gần nữa ở chung quanh mình, gia đình của mình, mà người ta không chán mình, cái chỗ này coi như là mình tu mới được. Tu không phải với trời với Phật, mà phải tu với vật với nhân. Ông Phật ông trời xa xôi quá tu với ông gì, phải không? Cho nên Đức Thầy ở nói là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đô chen giúp giùm, hoặc giả là ở chòm sớm đừng cho nhơ bận, ráng giữ gìn phong quá nước nhà là mình không nhơ bận, tất nhiên là chỗ đó có đạo. Mình đem cái đạo để mình áp dụng trong đời sống ở xóm riêng của mình nè, rồi áp dụng trong gia đình của mình nè. Mình đã có đạo rồi mà trong khi đó không áp dụng được trong gia đình của mình, mình áp dụng ở đâu vợ? Không lẽ đi đem qua bên Mỹ mình áp dụng, phải không? Vậy thì bây giờ mình áp dụng trong gia đình của mình, mình đổi ta bà thành cực lạc tốt tươi, khiến ai cũng thật là người Bồ Tát. Cái chỗ này là cái chỗ quý đó cô bác anh em chưa đồng đạo, thấy không? Thôi chứ quý vị, vậy thì coi như là Đức Thầy mới nói qua câu này, chốn nào không đạo là đời vô liêm. Tất nhiên là trước trong thời gian lịch sử mà Đức Thầy ra đã chưa ra đời để hen, là con người chúng ta mất đi cái đạo, cho nên Đức Thầy mới nói là nên ta đem đạo đức duy trì gìn tục cổ để người chẳng rõ. Là Đức Thầy mới nghịch lại, kéo lại cho chúng ta biết cô bác anh em trong đạo, là giống nồi thiệt cốt rồng tiên mà nay lạc mất lương hiền nơi đâu rồi, không còn. Không còn nữa. Giống hồng lã kim chi ngọc diệp nay đổ giờ nhiều sự thấp hèn là mất cái đạo hết trơn trời. Vậy thì bây giờ chỗ nào không đạo, tất nhiên là chỗ nào mà không áp dụng trong đời sống có đạo đức, thì cái chỗ đó coi như là con người coi như là cướp bóc, trộm cắp, giật dọc, đánh lộn, ma tí, xì ke gì đủ thứ trơn trâu. Là cái chỗ này là rối loạn trật tự hết của bác anh em trong đạo. Cho nên trong gia đình của mình coi như là cũng vậy thôi. Thôi giờ bây giờ bàn riết coi như là xã hội nó quá nhiều. Thôi bây giờ để trở lại cô bác anh em trong đạo, để trở lại qua hai câu sau đó là sao? Xét suy cho cạn cổ kim, là Đức Thầy nó cho chúng ta biết xét suy hết đi. Giảng cổ khả dĩ tri kim, minh kính khả dĩ sát hình.
Cho nên cái gương sáng đó để mà mình soi mặt mình. Giảng cổ khả dĩ tri kim là chuyện qua để mà coi lại trong hiện nay. Nên Đức Thầy mới nói qua câu này, xét suy cho cạn đi cổ kim. Rồi bây giờ đồng đạo Tư An mới hỏi cho bây giờ gạch tim đó là sao. Hết tâm bền chí mới gạch tim xem nhìn. Cô bác anh em trong đạo, vậy thì bây giờ đồng đạo chúng ta đang tu tập mà thử hỏi mình bây giờ mình có hết tâm chưa vậy hả? Mình có hết tâm chưa? Đối với đồng đạo mình có hết tâm chưa? Rồi bây giờ coi như là đối với coi như là Phật Pháp, đối với tổ thầy mình có hết tâm chưa? Rồi hàng ngày mình làm phước mình có hết tâm chưa? Không có nào hết phải không? Cho nên mình lên xe mình chạy muốn cho hết ga không mà còn làm phước mình làm nhích nhích không à? Không chịu làm hết. Tu cũng tu nhích nhích hả? Không chịu tu mạnh. Mà Đức Thầy có câu này bây giờ là phải là phải coi như là hết tâm. Không, cô bác anh em dùng đạo. Chẳng những hết tâm mà chúng ta cần phải bền chí. Mà bền chí đó là Đức Thầy cho chúng ta biết ít ai giữ đặng chí bền. Tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi. Tu trong thời gian coi như là cái hoàn cảnh gì đó. Rồi chúng ta tu mạnh có động cơ động lực lắm chị Tư. Nhưng mà tu trong thời gian rồi trong khi đó không thấy cái gì trân trọng, trong khi đó cái nản lòng. Nỗi thương nam nữ trẻ già trong thầy lâu quá sanh ra nản lòng bằng thông thiên vắng hương nồng của quyền bằng Phật càng trong lạnh lùng. Để cho meo đóng đầy chung lương hương lũng xét bằng chồng ngửa nghiêng. Tu riết trong thời gian không thấy được thầy, không thấy được Phật thì bắt đầu chán lòng, mỏi dạ. Đúng không? Vì vậy cho nên bây giờ cái câu này Đức Thầy bảo cho chúng ta coi như là phải hết tâm bền chí. Tất nhiên là chúng ta phải giữ chí bền. Phải giữ chí bền. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là khuyên bổn đạo lập thân nuôi chí. Đặng chờ ngày yến kiến Phật trời. Chúng ta phải bền chí. Phải nuôi chí. Nhưng mà người nào mà không nuôi chí đó là trong thời gian coi như là bỏ cuộc. Mà đã bỏ cuộc nên Đức Thầy mới nói sợ là sợ e nhiễm trượt đọa xa. Sợ cho lắm kẻ chan hòa lị tuôn. Sợ gì nữa? Sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí. Đúng không? Sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí. Quên những câu chánh kỹ quá nhớ. Trong thời gian chúng ta coi như là đổi chí hướng. Mà đã đổi chí hướng rồi tất nhiên là chúng ta tu làm sao thành công được phải không? Vì vậy cho nên thọ tự ý mau chân nằm ngủ không bằng rùa lũ khổ bò đi. Niệm ly chỉ được một thì thua người mỗi bữa nhớ trì ít công. Mà sự bền chí nó là đầu câu chuyện. Không những kiên tu luyện khó thành có hành hay chẳng chịu hành. Chứ đừng chấp lấy cái danh bị ngoại phải không? Vì vậy cho nên kiên ngoài còn phải kiên trong mới là chinh phục được lòng trần gian. Đời dù có mật đường cách mấy cũng thẳng. Nhưng chớ giấy tay vào đừng chiều theo tánh khát khao. Thì là mấy khổ rơi vào lưới chấm. Vậy thì bây giờ chúng ta phải bền. Cô bác anh em dùng đạo. Đó là bền chí mà đạch tim xem nhìn. Vậy thì bây giờ đồng đạo mới hỏi đạch tim đó là sao cô bác anh em dùng đạo. Rạch tim đó là sao? Rạch tim không phải lấy cái dao mà rạch cái tim của mình. Mà cái chữ rạch đó tất nhiên là dạch ra. Dạch ra ngang. Vậy thì bây giờ Đức Thầy nói là cho chúng ta biết rạch đàn tiên nó tất nhiên là dạch con đường tiên cho mình đi. Đó là rạch tim đem để nó vào là dạch cái tâm của mình đem ông Phật vô. Mà đây rạch tim xem nhìn tất nhiên là chúng ta dạch cái lòng của mình ra. Mà cái lòng của mình bỏ nguội lạnh quá. Rồi bây giờ chúng ta phải dạch cái lòng của mình ra. Để mà chúng ta xem nhìn lời nói của Đức Thầy thử yên lặng. Để dè nó gáy. Mà gáy ít điều rõ mái thiên cơ là chúng ta phải yên lặng. Để mà nghe lời Đức Thầy đã dạy cho chúng ta coi như thế nào. Đạo rải khắp năm canh tỏ bút dạy tận tường không có chút nào sai. Không có chút nào hết. Không chút nào sai. Trời ơi, còn gì nữa. Thấy không? Đó vậy thì bây giờ qua câu này đó là hết tâm bền chí. Tất nhiên là từ đây trở về sau ngang là coi như là cũng hối thúc rồi. Thì bây giờ chúng ta cần phải hết tâm bền chí mà được. Cô bác anh em dòng đạo phải bền chí mới coi như là có ngày thông thạ được. Chứ còn bây giờ chúng ta tư coi như là dục tốc tất bất đạt. Mà Đức Thầy bảo cho chúng ta chỗ này đó là việc đạo đức bất cần thối thắng chữ tu hiền ngay thẳng lần hồi. Tất nhiên là chúng ta tu như vậy là bền chí. Mà không bền chí tất nhiên là chúng ta không bao giờ thành công đắc quả được. Cô bác anh em dừng đạo. Vậy thì bây giờ qua bốn câu giảng của chị mà Tư An nêu lên, chúng tôi cũng như là trình bày gọn gọn với ý chính vậy thôi. Như cô bác anh em dừng đạo. Chứ còn thật sự ra nếu như mà tình tiết nhiều nữa, không có thời gian,
Và đến đây chúng tôi cũng tạm mà coi như là để khép lại trong 4 câu giảng này. Nếu có điều chi bằng thêm thì bằng, không có xin phép cho thông qua. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.